Miệt Thứ truyền tình vì cộng đồng, nghĩa tình Miệt Thứ. Những hình ảnh mọi người đang xem là công tác phân chia 3,5 tấn nông sản, rau quả do bà con U Minh Thượng gửi tặng bà con Miệt Thứ qua sự vận động của chị Tú Anh, hiện chị đang cư ngụ tại Thứ Chín Rưỡi. Được biết mỗi phần quà hơn 3kg rau quả các loại là bông súng, hoa chuối, chuối, bạc hà, bí đao, bầu, dưa leo, mướp và gừng. Theo ước lượng, có hơn 300 phần sẽ được gửi tặng đến bà con tại hai xã là xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh. Đây là những gia đình có người về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Chị Thanh Thùy, một thành viên trong nhóm vận động đã chia sẻ với Miệt Thứ. Cả nhóm sẽ hoàn tất việc phân chia trong đêm ngày 5 tháng 10 để kịp sáng ngày 6 tháng 10 đem tặng nhà bà con. Và hy vọng rằng phần rau quả này sẽ tiếp thêm tinh thần ở yên tại nhà chống dịch của mọi người. Và theo ghi nhận của Miệt Thứ, thì vào sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10, chính quyền địa phương hai xã Đông Hòa và Đông Thạnh đã nhận những phần quà này và đã gửi đến tận tay bà con trong ngày. Thay mặt bà con hai xã Đông Thạnh và Đông Hòa, Miệt Thứ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân bà con U Minh Thượng đã luôn quan tâm và hỗ trợ kịp thời, chia sẻ những khó khăn của bà con Miệt Thứ trong giai đoạn bất tiện này. Xin chúc bà con mình có thật nhiều sức khỏe. Và hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ phần nào tiếp thêm tinh thần, vững tin chiến thắng đại dịch Covid-19 của bà con mình. Các bạn thân mến, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã nới rộng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15. Có tỉnh áp dụng chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Nhu cầu của người dân về quê ngày càng tăng, trong khi tỉnh chưa tổ chức phương tiện đón nước kịp thời. Do vậy, người dân tự phát điều khiển phương tiện cá nhân về quê ngày càng đông, rất khó kiểm soát. Qua tìm hiểu, những người dân này cho biết do nhiều tháng liền mất việc làm, không tiện thay trọ, các khoản chi phí phát sinh dẫn đến không thể tiếp tục trụ lại nên buộc phải về quê. Tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch đường hành lang ven biển phía Nam tại Đông Hòa, huyện An Minh, lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn vận động người dân về quê phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa bàn. Được biết, từ ngày 2 tháng 10 cho đến nay đã có hơn 2.500 lượt người dân đã vượt qua chặng đường 200 km về quê nhà tìm sự bình an, đó là giải pháp cuối cùng của họ. Có thể nói, đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương được huyện tổ chức đón chú đáo. Cụ thể, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh ấp Bảy Sáng, xã Đông Hòa, tuyến cửa ngõ chính vào địa bàn huyện, tại đây được bố trí nước suối, thức ăn nhẹ như bánh mì, bánh bao và xăng để hỗ trợ người dân. Đặc biệt khi xe gặp sự cố hư hỏng sẽ được lực lượng lưu động đến đón và dẫn đoàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ông Huỳnh Minh Nghị, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện An Minh cho biết, với chức vụ bà con nhân dân, hình thức của chúng tôi đó là liên quan đến các chương trình nóng của các quận bản cũng như các tỉnh. Chủ yếu là người dân của mình là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An là về là nhiều nhất. Thì đến nay đó thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ giữa các quận như là Tân Hiệp, Gò Vấp, Châu Thành. Khi bà con là đến các cái chốt này thì đó là giữ chân dừng chân lại để đảm bảo cho thế là các cái phương tiện mà đó cũng như người không có xe thì chúng tôi tổ chức là thuê xe cùng cái lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông là đến để đón nhận, đảm bảo làm sao để đưa người tới An Minh an toàn. Việc tổ chức đón người dân cũng được ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện test nhanh để phát hiện nghi nhiễm, tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của ngành y tế. Qua đó kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, không để dịch bệnh. Ông Huỳnh Minh Nghị, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện An Minh cho biết thêm, qua cái thời gian 3 hôm, chúng tôi thấy rằng là cái người dân là đi lại rất là đông. Chúng tôi đưa vô cái khu trụ của hòa trường cấp 23 tất nhiên phân loại tách hết trong ra, còn lại đó là âm tính thì là đưa về giao cho chủ tịch ủy ban nhân các xã tránh trên địa bàn huyện để rồi cách ly tại gia đình để theo dõi chặt chẽ để tạo mọi điều kiện cho bà con, nhất là quan tâm đến cái đời sống về an sinh xã hội cho bà con. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo tất cả nhân dân kịp thời hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn trở về địa phương, không để dân bị thiếu đói, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân gia đình có thân nhân tuân thủ nghiêm túc mọi quy định về phòng chống dịch bệnh, không được tự ý đi lại, di chuyển ra khỏi địa bàn. Lực lượng công an, tổ phòng chống Covid tại địa phương nắm chắc tình hình người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An
và các địa bàn khác kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống, không để nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, ở các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Tây Nam Bộ đã thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội. Từ đó, việc người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh thành khác đã trở về quê liên tục tăng nhanh. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Minh đã bố trí lực lượng tăng đón công dân tại các điểm đầu của huyện để kiểm tra phân nguồn và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã thị trấn đưa các công dân này đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà theo quy định. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021, toàn huyện đã đón nhận 2.500 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp về địa phương. Trong đó, các xã có số công dân trở về nhiều nhất là Đông Hòa, Đông Thạnh, Đông Hưng, Tân Thạnh. Qua quá trình khai báo y tế và test nhanh phân nguồn, phát hiện 11 trường hợp nghi nhiễm với SARS-CoV-2 đã đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đối với các công dân có kết quả test nhanh âm tính, sẽ được chính quyền địa phương đón về nơi cư trú để thực hiện quy trình cách ly tại nhà và tổ chức lấy mẫu định kỳ 3 lần vào ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14 theo quy định. Trước tình hình trên, để kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, phải bình tĩnh và chủ động, sẵn sàng ứng phó với phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục tổ chức việc tiếp nhận người dân trở về địa phương, đảm bảo các quy trình xét nghiệm sàng lọc, phân nguồn và xử lý theo quy định, quan tâm chăm lo đời sống của người dân trở về địa phương, nhất quán quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo người dân không bị thiếu ăn thiếu mặc, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã thị trấn cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy trình cách ly tại nhà và các biện pháp phòng chống dịch đối với các công dân đã được đưa về nơi cư trú, nhất là việc người dân tham gia vào các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, sum họp, tiệc tùng, ca hát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phát huy tốt vai trò tổ nhân dân tự quản, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng để tuyên truyền quản lý, giám sát các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Đồng thời, tuyên truyền công tác vận động người dân không nên hoang mang lo lắng và luôn thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì hạn chế ra khỏi nhà. Khi phát hiện có người lạ mặt đến trở về nơi cư trú, kịp thời báo cáo ngay với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, kêu gọi người dân tích cực nêu cao tinh thần tố giác. Khi phát hiện người lạ mặt xuất hiện ở địa phương, tiếp tục quản lý chặt chẽ địa bàn để giữ vững những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện trong thời gian qua.